Xin chào tất cả anh em ha. Thì chiều hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy cắt cỏ này, cưa và xịt thuốc nha. Nói tiếp cho anh em là cái lô buổi trưa là bắt đầu từ con H20 nè. Con cuối cùng là xịt thuốc H31 nha anh em. Thì hôm nay có cho anh em là xịt thuốc cơm cosin nè. Cắt cỏ thì có cơm 26 anh em, đẹp cực kỳ luôn nha. Tôm gời, tôm nhôm hai kim luôn ha. Echo Kiwi cũng rất là mới luôn, trợ lực lớn nè, hai kim luôn. Makita 264 con này cũng xịt lè nè, rất là mới luôn nè. Con này cũng trợ lực luôn ha. Ryobi cũng trợ lực luôn nha anh em, 34 ly. Này Echo 23 anh em, Kiwi 23 con này thì nó có tôm gời nha. Phía trên thì có cho anh em một con Makita dòng giống như cái thằng khủng long ăn cỏ Echo nè. Con này cũng 253 25cc ha. Maru 20 tôm gời nha anh em. Echo Kiwi 24 ha. Con này tôm nhôm nha anh em, nước sơn còn rất là mới, chưa chóc luôn nè. Và con Tanaka 24 nha anh em, Tanaka giật sao e tự động luôn ha. Cưa thì có cho anh em hai con tay cục, con này là như chưa xài luôn anh em. Cực kỳ mới luôn. Đời 2021 luôn nè. Rất đẹp luôn nha anh em. Ha. Và con bên đây là con Makita, cũng là cưa tay cục luôn. Giá thì nó có rẻ hơn thằng bên đây 100.000 nha anh em. Con này cũng còn rất là mới luôn nè. Xích thì còn như chưa xài luôn á. Cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042 ha. Số này thì em có dùng Zalo nha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nha anh em. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được thử máy nha. Thì phụ tùng theo cho mình thì xịt thuốc sẽ là 3 món nè. Cắt cỏ là 6 món, gồm luôn cả trắng cỏ nha anh em. Và cưa thì sẽ là 4 món nè. Thì anh em nhớ phụ tùng theo để mình nhận hàng mình kiểm tra ha. Thì máy này là máy 2 thì cho nên là anh em chuẩn bị xăng pha nhớt 2 thì. Tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt nha anh em. Rồi anh em đổ cho anh em thử máy ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like ha và một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ở đây em có cái đầu máy của thằng Mitsu tên là 23 nha anh em, bình xăng con 2 kim, tôm gời luôn ha. Rồi em test đổ cho mình nha. Máy này chạy luôn rồi đó. Rồi hai kim hệ luôn nha anh em, nổ ngon lành, lóc có da băng luôn nha. Đây tên là 23 ha, tôm gời luôn. Cái đầu này luôn, cái tôm này hiện chiều 350 anh em, còn mà bỏ cái tôm lại hiện chiều 250, bao ship cho mình nha. Con này còn rất là mới luôn ha. Rồi em vô cái con đầu tiên của cái lô buổi chiều là con H20, con máy cưa ha. Quá giòn ha anh em. H20 là con Makita cưa tay cục nha. Đây. Cầm một tay sử dụng nha anh em. Nòng con này 36 ly, con này 28cc nha. Lam còn chữ, xích thì như chưa xài luôn nha. Xích rất là dày luôn nha anh em. Lam thì hai mặt còn cho mình luôn nè. Đây, tem mắt in da băng còn cho mình luôn ha. Suzuki máy là 001810 nha anh em. Quá đẹp luôn ha, đỏ ao hết luôn nè. Quá vip luôn nha anh em. Con này thì nói chung anh em dùng gia đình cưa củi hoặc là mé nhánh này kia là ngon lành. Thì xích mà máy thì trước khi đi á thì xích bên em sẽ giũa cho mình luôn nha. Giũa thì dễ việc anh em xài thôi. Và kèm theo đó thì bên em có tặng giũa nữa. Khi mà anh em xài thời gian máy cái xích nó có bị lục á thì anh em lấy cái giũa của em anh em ra giũa luôn. Nên rất là tiện nha anh em, bên em là tặng kèm cho mình hết luôn á, dễ việc là anh em xài thôi. Cái ốp trong cũng mới chát luôn nha anh em. Đây, nhắn tin luôn nè ha. Cực kỳ đẹp luôn. H20 giá 1.9 triệu nha anh em. 1.9 triệu. H21 H21 là cái con Tanaka cưa tay cục luôn nè anh em. Cầm một tay sử dụng được luôn. Ở đây cái cách hướng dẫn nó còn cho mình luôn nè. Nó hướng dẫn cho anh em khóa xích này ha. Con này là như chưa xài luôn. Con này là sản xuất hồi tháng 7 2021 luôn nha anh em. Như chưa xài luôn anh em ơi. Xích nè anh em thấy không, còn với tinh luôn nè. Xích là xích zin theo của nó luôn nha. Đây, quá đẹp luôn nha anh em. Lam thì còn chữ nguyên si. Cái chu là chưa có dấu cắt luôn nè. Thấy không? Nó còn cái ba cái dấu gân gân này ha. Rất là đẹp luôn nha anh em.
phần dưới của máy đây ha. Con này 35 ly nha, 26cc. Phanh đây. Rất là ok, có bơm xăng phụ nè. Và nó e là e tự động luôn. Còn cái chỗ này là cái chỗ để cho anh em móc nha anh em, móc để treo tường hoặc là anh em móc để anh em kéo máy đầu lên đó. Rất là tiện luôn ha. Con này như mới luôn nha anh em, quá đẹp. À, này như mấy thùng luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn ha. H21 giá 2.100.000 nha anh em, tuyệt vời luôn. H22. H22 là con Tanaka dược sao nha anh em, hay còn gọi là Tanaka mặt phẳng ha. Đây, mặt đó nè, láng bòn luôn. Nòng 34 ly, 26cc nha anh em. Bình xăng lớn là bình zin, bình xăng con là bình zin cho mình luôn, bình xăng hệ nha anh em. Xăng hệ một kim ha. E là tay đỏ tự động, đóng e nè, lên ra là tự động nó nhảy về nó mở cho mình luôn. Nó bị cọ cái nắp e nè, này để em coi em làm lại, này bị cọ cái nắp e ha. À, rồi, ok nha anh em. Đó, anh em đóng e nè, lên ra là tự động nó nhảy về nó mở luôn. Rất là hay luôn ha. Anh em có quên cũng không sợ bị ngập xăng nữa. Tum gờ tum nhôm nha, công tắc ắn nè. Con này áo thì còn đó ao luôn nha anh em, rất là bóng luôn á, còn phải gọi là bóng lón luôn anh em, cực kỳ mới, cực kỳ vip luôn. Rồi con này tay đôi gai dữ nha anh em, chấn cỏ đầu bò zin luôn. Con này zin toàn bộ 100% luôn, mà giá thì rất là rẻ, chỉ có 1.250.000 thôi. H22 giá 1.250.000 ha. 33 ly, 24cc. H23 H23 là con Echo Kiwis Gen 24 nha anh em, đồng 33 ly, 24cc. Con này thì nguyên zin hết cho mình luôn nè. Bình xăng con zin, cái e nó là e theo kiểu máy cưa nha anh em. Đây anh em bóp xăng là xăng lên nè. Sau đó cái e này anh em kéo lên, nó là đóng e ha. Khi mà giật chạy rồi thì anh em đẩy nó xuống là nó mở e nè. Bình xăng lớn zin theo máy. Con này nòng còn rất là mới, vỏ nòng anh em, còn trắng tinh luôn. Áo bồn còn ok, con lành cành đào luôn nha anh em. Con này thì cái chỗ này bị mẻ bên cái phần áo bô này nha, hai găng. Đây chân chống bình xăng mài mòn còn rất là dày nha anh em, bằng sắt luôn nè. Tum nhôm luôn, tum thì chưa gớt nước sơn luôn nha anh em. Còn quá đẹp ha, ốc tán 7 màu luôn nè. Cực kỳ mới luôn. Rồi tay đôi gai dữ nha anh em. Con này hiếu cái bao tay thì nữa em gắn cho mình sau nha, nó bị tuột. Trắng cỏ đầu bò zin, nguyên bản 100% luôn. Do bị mẻ cái này miếng cho nên là em bớt cho anh em thì còn có 1.400.000 thôi. Giá này là giá siêu rẻ nha. H23 giá 1.400.000. H24 H24 là con Maru 20 nha anh em, nòng con này 30 ly, 20cc ha. Con này bình xăng con ga ngang hệ luôn nha anh em, ốc tán còn 7 màu luôn này ha. Trong lốc thì có dập mắt trên da băng cho mình luôn. Đây, con này bình xăng lớn là bình zin nha. Tum là tum gờ, tum nhôm, tum 260. Anh em có thể tháo gờ đầu máy ra nếu anh em cần, gắn xịt thuốc hoặc là anh em chế cháo gì đó đều được ha. Công tắc ắn này nha anh em, zin cho mình luôn. Cùm thì còn nước sơn nè, tay đôi ga giữ nha. Lắp đầu bò zin nha anh em, 30 ly 20cc thì dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng. Mà đó là thương hiệu của Maru nữa cho nên là bao cho anh em ngon lành cành đào từ A tới Z hết luôn ha. H24 giá 1.400.000. H25 là con Makita, dòng này giống như cái thằng của thằng Echo cũng long cỏ nha anh em. Nòng 32 ly, 25cc. Con này bình xăng con 2 kim mới nè. Còn bình xăng lớn là bình zin cho mình nha.
đây, M253 nha anh em. Kiểu nó là cái kiểu giống như thằng Echo không đông cỏ vậy đó. Mà cái là nó tem để Makita cho nên là em nói Makita cho mình luôn. Bình xăng lớn thì còn đẹp nha anh em. Đây, zin theo máy nè. Chân chống là phía sau luôn nha anh em, bằng sắt luôn ha. Áo thì còn nó ao luôn. Tum là tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. Tháo bốn ốc này ra là lấy cái tum được nè. Rồi, con này tay đôi gai dữ luôn nha. Lắp đầu bò zin cho mình hết luôn. Ốc bên đây cũng là còn 7 màu luôn nha anh em. Cũng còn rất là mới luôn ha. H25 giá 1.500.000 nha. H26. H26 là con Echo Kiwit Echo 230 nha anh em. 32 ly 23cc. Tình trạng con này thì cũng là nguyên zin nguyên bản cho mình hết luôn nè. Bình xăng con zin của nó luôn nè ha. Bình xăng lớn cũng là bình zin của nó luôn. Ở dưới này nó có cái khung bằng sắt nè anh em. Khung này nó bảo vệ bình xăng lớn cho mình luôn nè. Thấy không? Rất là chắc chắn luôn ha. Tên máy, số series máy đây nha anh em. 001715. Tum gời, tum nhôm luôn. Đây. 230 nha anh em. Rồi con này nó là tay đôi gai dữ nè, công tắc thì nó nằm trên tay luôn nha anh em, rất là tiện cho anh em tắt mở máy luôn. Trắng cỏ bằng sắt luôn nè. Đó, quá quýp luôn nha anh em. Trắng cỏ này là bao cho anh em xài là không sợ bể vỡ luôn ha. Lắp con này thì nó xoay được 360 độ nha. Đó, anh em cắt trong ngóc trong ngách thì chỉ việc xoay cái lắp thôi, cái đầu máy nó sẽ vẫn giữ nguyên cho mình. Nếu anh em xài không quen thì có thể báo cho em cái, bên em sẽ bắn cho nó dính lại nha anh em ha. H26 giá 1.550.000. H27. H27 là con Ryobi EKK 2006 nha anh em. Đây, nòng 34 ly 26cc. Và dàn khè luôn nha anh em. Mới cực kỳ luôn ha. Chụp giật trợ lực luôn nè. Bình xăng con thì hai kim mới nha anh em. Bình xăng lớn là bình zin nè. Bình xăng là như chưa đổ luôn nha anh em. Như chưa đổ vô xài luôn á, rất là mới luôn. Chân nè, khung này còn rất là ok luôn nha. Bô thì trắng tinh luôn. Tôm thì còn mấy chát luôn nha anh em. Đây, rất là đẹp luôn ha. Rồi, máy dùng công tắc ấn nè. Tay đôi gai dữ nha anh em, láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình luôn. Con này chỉ có cái bình xăng lớn là bình xăng con là mới thôi, còn đây là zin hết nha anh em, còn rất là đẹp luôn ha. Tuyệt phẩm luôn. H27 giá 1.650.000. H28. H28 là con Makita ha, MM264 nè, con này nguyên zin cho mình nè. Áo còn xanh dờn luôn, rất là mới. Bô thì còn trắng tinh luôn nè ha. Nòng 34 ly, 26cc nha anh em. Đây, áo còn rất đẹp luôn ha. Chụp giật là trợ lực là so luôn nha anh em. Bình xăng con ra ngang hệ zin của nó nè. Bình xăng lớn cũng là bình zin của nó luôn nha anh em. Không đổ xăng là không cổ cao nè, còn gọi là Makita cổ ngỗng đó nha anh em. Tâm liền, tâm nhựa ha. Tâm màu nâu nè. Tem mát còn nguyên si nè. Công tắc ấn. Đẹp nha anh em. Con này nước sơn còn rất là mới nè. Áo bọng rồi còn ok con lành. Ta đáy đôi gai dữ anh em. Láp còn tem, trắng cỏ zin, đầu bò zin luôn. Đó, quá đẹp luôn nha anh em, quá mới luôn ha. Đây, chân chống đồ ok ngon lành ha. H28 giá 1.750.000. H29. H29 là con Echo Kiwit Echo 26 nha anh em. 34 ly 26cc ha. Chụp giật trợ lực lớn luôn nè ha. Bình xăng con hai kim hệ nè anh em. Bình xăng lớn là bình zin cho mình luôn. Tôm liền tôm nhôm ha. Đây, con này là 260. Tên máy, số series máy còn cho mình luôn. Áo cũng còn rất là mới luôn nha anh em.
Mấy con cuối hôm nay quá đẹp, bô nè, trắng tinh luôn ha. Chân chống là ok con lành luôn nha anh em. Ở đây nó có miếng miếng chặn cát đá bụi này kia văng nè, quá đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi con này tay đôi gai dữ nè, công tắc thì nằm trên tay cho mình luôn, trắng đáp đầu bò zin nha anh em. Con này nguyên bản 100% hết luôn nha, quá mới luôn ha. H29 giá 2 triệu, H30. Hai bogey. Còn mấy cây lam ở trên cái chạy đó, mấy cây lam trên thành đó, đó tạo. Mấy cây lam trên thành đó. H30 là cái con cơm 26 nha anh em. Con này nãy bị nhảy cái bogey anh em, bogey nó bị cũ quá, nó bị nhảy lửa nha. Em thay bogey mới vô cho mình nè. Con này 34 ly 26cc. Bình xăng lớn zin còn đẹp luôn nha anh em, còn rất là sáng luôn nè ha. Bình xăng con hai kim hệ luôn nè, rất là vip luôn. Tum nó là tum gời, tum nhôm, tum 260 anh em. Giống như Mitsubishi thì anh em có thể là tháo ra anh em gắn xịt thuốc hay là chế cháo gì cũng được. Rồi công này công tắc ắn nha anh em. Tay đôi gai dữ ha. Lắp trắng cỏ đầu bò zin nha anh em, nguyên bản 100% luôn, áo còn nó ao nè. Cơm hiện nay anh em là cái nòng bít tông là chạy rất là bền anh em. Dòng này chạy rất là bền mà được cái đó là chạy rất là mạnh anh em. Cơm Mitsu này chạy rất là ngon luôn á. Từ mạnh cho tới bền nói chung là ngon lành cành đào hết cho mình luôn. Chạy rất là ok ha. H30 giá 2 triệu 100 ngàn. H31. Quá mới anh em, bây giờ còn trắng tươi nè ha, quá đẹp. Coskin này là KC22 nha, 32 ly 22cc ha, thùng 10 lít nha anh em. Ôi ôi gặp chữ Coskin luôn nè, quá đẹp luôn. Bugi đứng luôn nha anh em, áo thì đen thùi lùi luôn, quá bóng luôn ha. Bình xăng con zin của nó luôn nè, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn nha anh em. Rồi cái ga của nó đây ha, công tắc thì anh em nhớ gạt qua Y là mở, gạt qua O là tắt nha anh em. Đây có để chữ Y với O này ha. Bơm này là bơm quạt nha anh em, lưu ý nha, bơm quạt ha. Rồi con này thì có ốp lưng thiếu dây đeo thì em sẽ bổ sung sau nha anh em. Thiếu dây đeo em sẽ gắn dây đeo zin của nó cho mình luôn. Thùng này thùng 10 lít, quá đẹp nha anh em. Áo thì quá mới luôn ha. KH21 giá 1 triệu 500 ngàn nha, 32 ly 22cc nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.